Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Phúc An TV. Ngày hôm nay, Tuyết Nhung đã đến với shop của chú Nhật Bình. Tuyết Nhung đã livestream cùng với chú Nhật Bình. Và điều đặc biệt đó là bán hàng được rất là nhiều cô chú anh chị khán giả ủng hộ. Đặc biệt, Tuyết Nhung được chú Nhật Bình hóa trang make up. Tuyết Nhung rất là xinh đẹp, giống như một cô công chúa, được rất là nhiều cô chú anh chị khen ngợi. Buổi livestream dài 2 tiếng đồng hồ, Tuyết Nhung đã trò chuyện rất vui vẻ cùng với chú Nhật Bình, những chia sẻ về những kỷ niệm cùng với mẹ Phi Nhung. Tuyết Nhung cũng đã hát một bài song ca cùng với chú Nhật Bình. Và điều đặc biệt đó là Tuyết Nhung một lần nữa đã trả lời chú Nhật Bình về việc Tuyết Nhung sắp lấy chồng. Đây là thông tin mà Tuyết Nhung đã chia sẻ hồi đầu năm, thì Phúc cũng đã chia sẻ đến với cô chú anh chị rất nhiều lần. Tuyết Nhung chia sẻ là Tuyết Nhung sắp lấy chồng. Tuyết Nhung năm nay đã là 23, 24 tuổi. Tuyết Nhung đã có thời gian dài và quen với người bạn của mình. Vì vậy, năm nay Tuyết Nhung sẽ lấy chồng. Thì mời cô chú anh chị nghe một đoạn ngắn hình ảnh Tuyết Nhung trò chuyện cùng với chú Nhật Bình trong cái buổi live stream bán hàng và đã hát song ca cùng với chú Nhật Bình. Đặc biệt là hình ảnh của Tuyết Nhung được chú Nhật Bình trang điểm hóa trang thành một cô công chúa rất là xinh đẹp. Thấy được sự trưởng thành của Tuyết Nhung rất là nhiều. Mời cô chú anh chị xem một đoạn clip ngắn về buổi livestream ngày hôm nay của Tuyết Nhung cùng với chú Nhật Bình tại shop của chú Nhật Bình, giúp chú Nhật Bình bán hàng. Hình ảnh của hai chú cháu cùng với nhân viên tại đây rất là tuyệt vời. Mời cô chú anh chị chúng ta nghe rõ cái buổi tâm sự, buổi bán hàng của Tuyết Nhung cùng với chú chuyên gia trang điểm Nhật Bình. Thì bắt đầu nếu những người nào mà có sức khỏe yếu nè, mình dễ bị cảm nè, cơ thể mình cái sức đề kháng nó yếu, thì mình nên uống đông trùng hạ thảo cho Nhật Bình, bảo đảm với mọi người uống là sẽ thấy khỏe. Đặc biệt là có luôn là giúp cho cái sinh lý của nam nữ luôn nha mọi người nha. Vì khi mà mình khỏe thì cái chuyện đó nó sẽ khỏe. Có 18 tuổi rồi cho nên là chúng mình cũng sẽ nói thôi. Con cũng 23 rồi. Đến chồng chưa? Chưa, sắp rồi. Sắp rồi hả? Ôi, sắp tới chồng hả? Hả? Có ngày chưa? Ủa, thiệt luôn hả? Thiệt, con nói thiệt mà. Wow. Chú rồi, có chồng nhìn sắp. Ủa, vậy giờ nói trước để chú trốn. Chú nhìn mỹ. Rồi, mọi người ơi, mua đông trùng hạ thảo comment gì mấy. Xem lại livestream sau này Nhung xài hết cái này, muốn quay lại xin tiếp. Thì cho tiếp. Anh Bình ơi, có cách trang điểm hàng ngày đơn giản không? Đây là cách trang điểm hàng ngày đơn giản, nhanh gọn lẹ, đúng không? Mình bước đi vài bước thôi. Mình làm bước đi vài bước. Ví dụ không thích làm mắt thì mình có thể mình đánh một lớp thôi, một lớp màu mắt thôi, mình chạy mascara là xong. Ví dụ gì đó mà mình má hồng là cần phải có, làm son là cần phải có, lông mày là cần phải có, lớp đó lớp nền đó, nhanh đó, rất là nhanh nha mọi người. Mọi người copy theo cái cách chú Bình làm cho Phạm Tiến Nhung là rất là dễ ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi livestream của Phạm Tích Nhung cũng như là anh Bình nha mọi người ơi. Trước khi bye bye, con có thể hát một bài gì mà con bài gì mà con mới ra, hay là bài gì mà con cảm thấy là con thích nhất, hay là cái bài gì mà đang hợp phong cảnh ở ngoài đang mưa chẳng hạn. Hay là bài con hát con thấy nghe cho chị Tâm Thu đông trùng hạ thảo 2 triệu. Cảm ơn chị Tâm Thu nha. Mình cũng xong gái thôi. Ý, bài gì? Không đây là chơi vui. Không đây là chơi vui chứ mình hát được bài gì. Chị lên bắn tượng hát sao quên. Sớm cuốn theo chiều xuống.
qua bao đường mưa. Thôi hát bài dễ dễ con, bài đó chắc thuộc à. Vừa hát kiểu dạy dạy nữa chắc mệt quá. Hồi xưa đó mọi người biết không, Phi Nhung không có khiếu, không có khiếu nhảy, con biết không, mẹ con là không có khiếu không nhảy mà, ừ, mà rất là đòi nhảy nha mọi người. Không có khiếu nhảy mà đòi nhảy, tới chừng ra ngoài đó đó là không có tập trung là quên. Có khi cho... quên nữa, con thấy có nhiều động tác quên. Có nghĩa là bà cứ dạy dạy thôi thì ok, mà rất là dễ thích múa nha mọi người, cứ vậy đó. Múa mà tập vui một bài đâu phải dễ, bởi vì vừa tập trung nhớ lời, rồi nhớ bước chân, nhớ động tác tay, mà mình phải làm giống cái người đằng sau nữa, chứ không thôi là mình tự nhiên mình làm chất quốc rồi. Làm tay, làm chân, quên hát. Quên miệng, đó. Mà quên hát thì lại không được, cho nên là mà bà rất là mê múa mọi người ơi. Mà cứ như là cuối cùng là gì, dựng một bài đã xong, cuối cùng cho bà múa đơn giản nhất là ok. Cứ vậy vậy thôi. Nổi cái chân bà nhảy thôi, bà bị kẹp cái lần của mọi người, nhảy qua mấy cái sạch cụ đó. Nhảy đó cũng bị kẹp đó, phải quay lại mấy lần nữa cho mọi người á. Rồi mọi người ơi, à, chị Linh Thi chỉ đi anh Bình ơi, để em mua. Dạ, chị mua một cái kem lót đi, mua một cái kem lót hay kem nền cũng được, một hộp phấn phủ, một hộp phấn má hồng. Kem nền nè, phấn phủ nè, má hồng nè, dứt chì nè, lông mày nè, mascara chẳng hạn, eyeliner mình có rồi phải mua, hoặc là son đó, rất đơn giản lắm. 5 món à, 5-6 món rồi. Là đủ đây là trang điểm căn bản đó chị. Căn bản. Cái đó là căn bản đó. Rồi để Dương Quy quên rồi. Mua bông bóng đi. Mua bóng con không biết, con không biết mẹ mua rừng được không? Mua mọi người thấy cái gì không? Ở trường đó. Rồi. Tivi. Cái gì ta? Con hát mẹ mua rừng đi. Mua rừng, mưa rừng ơi, mưa rừng. Mưa rừng ơi, mưa rừng. Hạt mưa nhớ ai mưa trên miên. Phải chăng mưa buồn vì tình đời như sầu. Duyên kiếp không nguôi, mưa từ đâu mưa về. Làm ướt lá hoa rơi ta tơi. Tiếng mưa thế hệ ngoài. Đó, vậy là quên rồi. Ôi ta mong ước xa xôi, những đêm mãi cô đơn gửi tâm tư về đâu. Thương ai mưa nhớ ai, mưa rơi như nức nở, mưa rơi trong lòng tôi. Rồi. Ý, hai cái kéo hát cũng được nghe chứ. Đúng rồi. Hồi xưa mẹ con bắt chúng mình đi hát bài phải không? Hồi xưa nhà mình với lại Phi Nhung có thâu một bài, một bài hai bài gì quên rồi, cái bài mà bài gì đó mình nhớ cái gì vậy? Hình như con nhớ rồi, con chú có nói đó. Tình gì đó, tình đơn, tình đơn phương, có phải tình đơn coi nè. Yêu đơn coi. Việt Nam buồn lắm em ơi, mấy tiếng dâng căng vời mà tình chưa lên ngôi. Tình bơ vơ. Trời ơi, chán ghê của chú Nam Phương. Nhưng mình có thâu rồi nhưng mà không dám ra, sợ mắc cỡ. Mà Nhung cứ bắt mình đi hát ngoài luôn á. Mà tại vì mình nói là vừa làm make up nè, vừa làm business tùm lum hết, cho nên nhiều thứ việc lắm. Mà hứa hoài cứ mỗi live show của mẹ là mẹ nói thôi cái mình lên hát với mẹ một bài cũng được. Mà ngại tại vì hát là mình phải hết bỏ tâm trí, mình phải đi tập luyện này kia nữa. Hai chú cháu vui quá. Vui quá. Có cách hỏi anh Bình chỉ dùng cái dưỡng ban đêm. Dưỡng ban đêm chị dưỡng vitamin C. Dưỡng ban đêm dưỡng cái dòng vitamin C một bộ đó đó. Một bộ luôn. Mua một bộ luôn. Cô chú anh chị vừa xem đoạn clip ngắn trò chuyện trong buổi livestream ngày hôm nay, cũng như hát giao lưu của Thiết Nhung cùng với chú chuyên gia trang điểm Nhật Bình. Ngày mai 8 tháng 5, Thiết Nhung sẽ có một buổi tập dượt cuối cùng với bạn diễn Giác Long, hoàng tử bánh bò cùng với công chúa bánh mì, và chạy chương trình thu âm tại phòng trà không tên để chuẩn bị cho show diễn diễn ra vào ngày 9 tháng 5 sắp tới đây. Tại phòng trà không tên, chủ đề
Đêm Tâm Sự. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.